Hoàng Audio xin chào toàn web. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên một chương trình để giới thiệu cho tất cả các bác một bộ dàn âm thanh gia đình được kết hợp từ hai dòng sản phẩm cặp loa Pioneer F850 Pro và âm ly 506 Soundscan. Tổng giá trị của bộ gối ngày hôm nay là 8.300.000 đồng. Con Soundscan này thì hôm nay em sẽ tháo trực tiếp nội thất ra để quay chi tiết vào bên trong nhá. Đối với những dòng sản phẩm bãi này thì bên em luôn luôn cam kết là hàng bao zin, hàng chưa qua động chạm sửa chữa, và đặc biệt hơn khi tất cả các bác mua hàng về, đặt hàng về đến nhà, các bác được quyền kiểm tra và test hàng, các bác kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng, các bác nhận hàng thanh toán xem. F850 Pro bản này thì đang có giá là 3.800.000 đồng. Đây cũng là một trong những lô hàng mà gần đây nhất vừa mới về nữa hàng này, 3.800.000 nhá. Dòng loa bát 30 kết hợp với một chung, một chắp giấy và một chắp kèn. Bản này thì các bác có thể sử dụng làm loa nghe nhạc hay là hát karaoke tại nhà, khá là tuyệt vời, rất là hay. Logo Pioneer này, vỏ thùng toàn bộ đều là vân gỗ tự nhiên. 3.800.000 một cặp loa, hình thức đẹp, chất âm hay, kết hợp với âm ly 506 thì đây là một trong những bộ dàn kết hợp với nhau thì miễn chê rồi, giá thành hợp lý chỉ có 3.800.000 thôi. 3.800.000 một cặp loa kết hợp với âm ly 4.500.000, tổng là 8.300.000. Giá này thì đã có bao gồm đầy đủ chi phí vận chuyển cũng như là tặng kèm các bác dây jack kết nối rồi nhá. Nhận hàng các bác kiểm tra và test hàng, kiểm tra đúng hàng đúng chất lượng, các bác nhận hàng thanh toán nhá. Đây, tháo xong âm ly nhá. Nội thất ruột gan, những dòng bãi này thì tất cả những sản phẩm thì đều luôn luôn cam kết là hàng bao zin, chưa động chạm sửa chữa. Các bác kiểm tra test hàng thoải mái. Hoặc các bác muốn kiểm tra trực tiếp thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng của Hoàng Hà tại địa chỉ Trung tâm Thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để có thể tham khảo. Các bác đến cửa hàng thì các bác thích con nào thì em sẽ mở ra, các bác kiểm tra nội thất ruột gan của nó bên trong nhá. Cái dòng âm ly này thì nó sẽ được sử dụng 8 sò sa kiên này. 8 sò sa kiên, mỗi bên 4 sò đây. Hai vị công suất ở hai bên. Tỏa nhiệt diode và ở ngoài của nó này, hai vị mạch tỏa nhiệt khá là lớn, linh kiện dày đặc. Toàn bộ đều được sử dụng linh kiện của Hàn, và đặc biệt hơn dòng AV này thì nó đã được trang bị thêm con chip xử lý con IC50195. Đây là một trong những dòng IC khá là xịn, rất là cao cấp của Hàn. Đây, IC50195 nhá. Do đang lên nhạc, đang cắm công suất vào và cũng đang chạy test nên là em cũng không thể quay được chi tiết vào bên trong. Và luôn luôn cam kết là hàng bao zin rồi, các bác kiểm tra test hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Núm béo này, toàn bộ đều sử dụng núm béo. Những cái dòng âm ly này thì các bác sử dụng trong thời gian sử dụng hay sử dụng lâu thì vặn volume thì không bao giờ nó cũng có những cái tiếng sột soạt nhá, bởi vì đây đều được sử dụng bằng những linh kiện rất là tốt. Hàng này nó là hàng nội địa Trung. Con này thì khi các bác hát karaoke tại nhà thì có thể kết hợp thêm cùng với một số dòng micro không dây hoặc có dây cũng được. Nó sẽ có hai giác cắm mic ở đằng trước, các bác sẽ link thêm những bộ micro không dây. Bên em thì các bác có thể tham khảo một số dòng như là BBS K68 Pro ghép với bộ dàn này thì cũng rất là tuyệt vời. Con này thì cặp này thì đang có giá là 1.700.000. Tổng giá trị của bộ gối hình ngày hôm nay là 8.300.000. Cặp loa F850 Pro, dòng loa Pioneer và âm ly 506 Soundscan, giá khá là hợp lý đúng không ạ? Dưới 10 triệu đồng một bộ gối hình hát nghe nhạc tại nhà rất là hay. Trung tâm thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Bên em luôn luôn ưu tiên và luôn luôn hoan nghênh đón các bác đến cửa hàng để tham khảo, để xem trực tiếp những dòng sản phẩm mà bên em đang giới thiệu, đang đưa ra và đang phân phối ra thị trường, đang giới thiệu cho tất cả các bác. Ok, bây giờ thì xin chào và gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay đặt hàng nhé. Và bác nào chưa like và chưa đăng ký kênh YouTube của Hoàng Hà Audio thì cho bên em xin một lần like và một lần đăng ký kênh để có thể theo dõi và nắm bắt được sớm nhất những chương trình khuyến mại hay là những bộ cấu hình combo mà bên em liên tục lên để giới thiệu cho các bác.